Nó chỉ có giống cái thôi, giống cái máy thôi vậy. Con này nó giống máy 4GB1 đó. Nó là 4GB1 mà. Nhưng mà điều chỉnh qua nó mỗi một thằng cố tạo, ví dụ cái thằng kia là nó có cái dù này, cái quan này. Tranh thủ, nói chung là xong một khóa tầm 9-10 giờ á. Mày sáng hả? Cái bộ nem lì ăn được không á? Bỏ này, bỏ dưới lại rồi. Bỏ một thùng đi thôi. Tôi có bỏ một thùng không? Khi nào chuẩn bị qua gọi tôi trước tiếng nha. Ok. Một tiếng hay nửa tiếng? Một tiếng. Một tiếng. Thế là tôi qua cái là tôi alo liền. Xa dữ hả? Vĩnh Cửu Đồng Nai. Vĩnh Cửu thì ngay chỗ cầu cầu Hoang vô. Ừ. Trong này. Ủa, mình ngày qua có cái kèo xe cuốc để đi tháo bếp mà mình không đi được. Nhiều đó là đủ rồi. Tháo kim mấy cái này đỡ ha. Tháo ông nội kia. Mấy cái con Hyundai kia chùa. Chùa. Tháo ba lên hết. Mấy kia chùa như gì? Hảo mở cho anh hai cái lọc dầu ra luôn nha Hảo. Thay luôn hả? Thay luôn. Thay rồi mới chăng này đó, mới thay. Kìa nó chứ làm bẹt phải thay chứ. Tôi không có quan trọng điều đó. Hiểu không? Chứ bây giờ ông mới thay nhưng mà tôi con bếp, bị bếp này mà. Mấy tôi nói gì thôi. Chờ nó nghẹt quá là được luôn. Đây các bạn có thể quan sát, đây là 4 cây kim phun của con Isuzu VM 1.9 thùng dài 6m2. Và cái kim phun này đã 4 cây đều đã bị hư rồi. Thường chúng tôi làm mà chúng tôi làm luôn 4 cây. Cái kim này bây giờ đã bị hư. Thì máy nổ rất là rung lắc và bây giờ phải đem đi phục hồi lại. Đây là cái dòng kim phun được gắn trên các cái dòng xe tương tự như IS65, IS49 của Đô Thành. Các cái dòng xe máy Isuzu của hãng Vim hoặc là động cơ Isuzu, công nghệ Isuzu trên dòng dòng Daisaki của TMT. Hầu hết tất cả các cái dòng động cơ công nghệ Isuzu đều sử dụng cái loại kim phun này.
động cơ Winlin đó các bạn.